Mới đây, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh con trai thứ ba lúc thế hệ sinh nhân ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của cậu bé. Đây cũng là lần đầu tiên người đẹp 39 tuổi công khai hình ảnh cận mặt con trai út sau một năm giấu bí mật. Chia sẻ hình ảnh con trai dễ thương dang rộng hai chân, Trương Bá Chi viết, nhỏ xíu đã tập yoga rồi, thật dễ thương. Trương Bá Chi công khai chuyện sinh con trai thứ ba vào tháng 11 năm 2018. Con trai út của cô được đặt tên là Ma Cớt hay còn gọi là Tiểu Dương Tử. Sau khi sinh con, nữ diễn viên kém sang Singapore nghỉ ngơi. Cô thém xuyên chia sẻ hình ảnh gần gũi bên con trai nhưng vẫn khéo léo giấu bí mật gương mặt cậu bé. Trương Bá Chi hiện một mình nuôi ba con nhỏ. Danh tính người cha của con trai út Ma Cớt vẫn được cô giữ bí mật. Nhiều tin đồn cho rằng người chơi đời thế hệ của nữ diễn viên là doanh nhân U70 giàu có người Singapore vì cô thém xuyên xuất hiện tại đảo quốc sư tử này, tuy nhiên người đẹp không công bố trước nhiều lời đồn đoán. Hiện tại, Trương Bá Chi hạn chế đóng phim, cô chỉ xuất hiện ở một vài show truyền hình tại Trung Quốc. Trương Bá Chi một mình nuôi hai con trai của Tạ Đình Phong và con trai Usma Gus. Nguồn Sina.